biệt là có luôn cả chiếc xe đạp luôn. Và kế chiếc xe đạp này em muốn xin giới thiệu với các bạn các chị, đó là những chiếc xe hôm nay em muốn giới thiệu với các bạn. Đó là chiếc xe Honda SH. Rồi. Honda SH rồi, cuối 2016 lên Honda SH Ý. À, lên mâm luôn nha các bạn. Tuyệt đẹp. À, từ mão cho đến cụm đèn pha lẫn cụm đèn xi nhan rất là mới, mới tinh. Mới lấy từ trong bọc ra luôn. À, màu trắng đen xì bò. Tuyệt đẹp luôn. Đây. Từ trên dưới các bạn thấy không? Rất là đẹp, rất là mới. Ánh kim tuyến luôn. Kim sa. À, ánh kim tuyến kim sa tuyệt đẹp của cái dàn áo luôn. Nói chung cái xe này mua là gì? Chẳng khác nào mua cái xe thùng về cả. Và vì là đời cao nên mặt hình em nó có chìa khóa thông minh các bạn. À, chìa khóa thông minh. Chìa khóa thông minh. Và xe này là đời cuối 2016 rồi. Nên xe nó rất là sạch sẽ, đẹp. Máy móc từ nội thất bên trong cho đến bên ngoài đều rất là đẹp, rất là mới. Liên lạc ốc tán còn nguyên luôn, nguyên siêu. Thuộc còn 7 màu, vỏ thì rất là dày luôn. Đó. Xe thì không có chạy một chỗ nào hết, mà có chạy ví dụ như có chạy chỗ nào các bạn các chị muốn đổi lên đổi mới cho các bạn các chị luôn, hài lòng người ý luôn. Và với chiếc xe này em nó mang biển số 59C262583. Nhìn từ hình thức từ bên ngoài cho đến bên trong, từ mâm trước cho đến mâm sau y chang như xe SH như các bạn. Lên y hết. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 64 triệu. 64 triệu cho chiếc xe Honda SH đời 2016 tuyệt đẹp. Đó, và kế nữa là một chiếc xe 2019 đèn led 2 tầng màu trắng. Đèn led 2 tầng màu trắng. Đó, xe này thì đời 2019 thì được rất là nhiều các bạn trẻ rất là năng động thích và chọn lựa. Bởi vì cái kiểu dáng của nó đi rất là thời trang. Như em thích còn đi và đây. Các bạn thấy không? Xe 2019 thì rất là nhiều các bạn đi thì đánh giá rất là tốt và tích cực về em đó. Từ trên xuống dưới, từ chính ra sau, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài. Rất là đẹp. Và kiểu dáng thời trang thanh lịch. Xe thì sạch sẽ, máy móc thì em rút. Và với chiếc xe Honda đó, mẫu 2019 này thì em bán với giá là 72 triệu. Rồi, và qua kế nữa là cái mẫu 2021-22 đèn led mắt híp. Đèn led mắt híp tuyệt đẹp luôn, tuyệt mới luôn. Đó, xe mới tinh. Xe mới toanh luôn, mới toanh và mới tinh luôn. Đồng hồ xe này thì các bạn các chị biết rồi, lên là đèn cũng như là đèn tỷ. Rất là đẹp. Chìa khóa thì mặc định là không quên luôn. Mấy cái xe này nó tích hợp nhiều cái chế độ vô đây hay lắm các bạn này. Nhiều cái chế độ tích hợp vô sẵn. Hai chìa khóa còn nguyên. Mà với cái mẫu 2021-22 này, em nó có cái màu đỏ này rất là mới, mới từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Từ trước ra sao con xe nó còn 7 màu nữa. Xe nó gần như là còn gần như là nguyên, mới nguyên giống như trong hãng luôn. Rất là đẹp, rất là mới. Và với chiếc xe này đó, mua về chỉ đi không có một cái lo mang về tổng chất lượng. Em này mang biển số 59Z151897. Và với chiếc xe này thì em mong muốn bán với giá là 79 triệu nha các bạn. 79 triệu. Và kế đó là em xin giới thiệu với các bạn các chị. Với chiếc kế bên em giới thiệu đó là cái màu xám lông chuột. Màu xám lông chuột. Em này nó cũng là đèn led mắt híp. Nhưng mà nó là đời cao hơn nữa là đời 2023. Rất là mới luôn. Rất là mới luôn. Rất là mới. Màu này thì nó đi rất là sạch. Đi rất là nhu. Luôn. Rất là đẹp, rất là nhu. Và xe này thì đi các bạn các chị biết màu này đi rất là lâu cũ, rất là sạch. Và được giới thiệu chiếc các bạn thấy không, cây cây này nè, cây chút xíu nè.
thì tất nhiên mình không cần bàn nha các bạn, bởi vì xe này gần như là còn cái đồ bổ hàng hãng luôn, mới tinh từ trên dưới, từ trước ra sau, từ trong ra ngoài. À, em này thì số cũng dễ thương chính thức luôn, số đẹp luôn, 59H2 5905 0505. À, số đẹp luôn, đánh luôn, xe đẹp, số đẹp, chất lượng cũng đẹp, à, đi nó cũng đẹp, làm ăn cũng đẹp luôn, à, may mắn luôn. Và với chiếc xe Honda đó, mẫu 2223 này thì mình mong muốn bán với giá là 80 triệu nha các bạn, 80 triệu. Và kế nữa là cái chiếc xe, cái mẫu này là cái mẫu thời trang, à, các bạn trẻ rất là thích, đó là 2019 nhưng mà phanh thắng đĩa ABS màu xám xi măng. À, cái màu này là cái màu rất được nhiều các bạn trẻ coi như là chơi kiểu là thời trang. À, màu xám xi măng, màu này rất là được nhiều người chuộng, và đặc biệt lên xe nó đi nó rất là an toàn bởi vì nó có cái hệ thống thắng đĩa phanh đĩa ABS nè, à, chống trơn chống chật chống bó phanh, ốc tán còn mới nguyên. Một cái xe là không có một cái điểm chống trơn gì hết, trong đó hồi trên xuống dưới, trên dưới từ trước ra sau, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài tuyệt đẹp luôn. Em này mang biển số 50N161758, rất là đẹp, hai thắng đĩa ABS trên dưới đằng trước đằng sau, hệ thống thắng đĩa an toàn. Mình mua mình chạy là mang tính an toàn là điều tiên quyết, tuyệt vời luôn, tuyệt quá thông minh. Nguyên chiếc đó. Xin thưa với các chị, đây là xe Honda HI 150 nhập nguyên chiếc đó. Em này nó có cái màu xanh mà được dán keo nguyên chiếc đó, kể cả cái này cũng dán keo nè các bạn, lột cái này ra là nó ra trắng, người ta muốn dán cho nó dịu xuống. À, xe này là xe Honda HI Việt kiểu ý 150. Đó, xe này là xe Honda HI Việt kiểu ý 150 nha các bạn. Em này mang biển số 59U100963. Và xin thưa với các chị, nếu mà nhìn hình thức bên ngoài giữa một cái xe Honda HI ý và cái xe Honda HI Việt kiểu ý thì không phân biệt được cái gì hết, chỉ khác nhau cái số máy hồi nãy em quay vô các bạn. À, và với chiếc xe Honda kiểu ý 150 này mình muốn bán với giá là 108 triệu nha, 108 triệu cho chiếc xe Honda SH kiểu ý 150 màu xanh, xe chính chủ, bao thử bao test bao kiểm tra các kiểu luôn. À, máy móc thì ngon lành cành nào. Ngoài ra thì còn có khá là nhiều xe khác, những cái xe khác này.